cơm quá lắm, đau quá. Hôm nay mình có mặt trước công viên xe đét nha. Đau bị đau vậy? Quay clip bông hoa lại cho các bạn xem nha. Đang chuẩn bị cho lễ hội hết tư quanh nha các bạn. Bây giờ mình đi vô tham quan qua để chuẩn bị cho lễ hội hết tư quanh nha các bạn. Đây, đây là những bông, hoa chắc xung quanh đây để chuẩn bị cho trang trí lễ hội sắp tới của Wedding One. Rất là nhiều luôn nha các bạn, rất là còn bên đây là cái cổng B nha các bạn, đây chắc cũng rất là nhiều luôn nha. Hôm qua đủ loại rất là đẹp luôn. Bên đây cái cổng nó hơi tối nên mình quay nó hơi tối nha các bạn. Rất là nhiều, quá trời chuẩn bị bông hoa, quá nhiều quá nhiều. Thế mình chạy bên nào bông đi, mình chạy trồng ở đây này. Hôm nay là ngày 25 rồi, 25 tây rồi, còn mấy bữa nữa, 4 bữa nữa là tới lễ hội rồi. Đây mình đã đi tham quan chụp hình đồ nhiều lắm nha các bạn. Bông hoa chặt dài đầy dỗ hoa, đầy xung quanh dỗ hoa hết nha các bạn, rất là nhiều. Quá đẹp luôn các bạn ơi, như đây người ta chụp hình tham quan nhiều lắm, tại vì ảnh rất là đẹp. Chuẩn bị cây bông quá nhiều. Hey,